Tuệ Linh, Oren, Phùng Khánh Linh khiến khán giả Việt dậy sóng khi hình ảnh của họ rực sáng tại quảng trường thời đại, Mỹ. Cơ hội trở thành gương mặt đại diện trong một chiến dịch toàn cầu của Spotify nhằm quảng bá tôn vinh các nữ nghệ sĩ trên toàn thế giới, phần nào khẳng định tài năng của những giọng ca trẻ này. Có giọng hát tốt với những sản phẩm chất lượng cao, Phùng Khánh Linh dần chứng tỏ là một nghệ sĩ nhiều tiềm năng. Trước Phùng Khánh Linh, hình ảnh Oren từng xuất hiện ở quảng trường thời đại. Ca khúc mới nhất của cô, Em Hát Ai Nghe, là một minh chứng khi sau hơn một tuần ra mắt đã giành vị trí top 1 trending trong danh mục âm nhạc thịnh hành của YouTube Việt Nam. Hashtag tên bài hát trên TikTok đạt 26 triệu lượt xem chỉ trong một tuần. Trước đó, ca khúc cũng đứng đầu iTunes Chart và top 2 Apple Music Chart. AMI với ngoại hình cuốn hút cùng giọng ca trong trẻo sở hữu lượng fan đông đảo. Trong khi đó, Hòa Minzy gây ấn tượng với Nếu Mai Này Xa Nhau, bản ballad đượm buồn đầy tự sự, nằm trong dự án Nhật Ký Mùa Đông của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường. Vòng Mai Hương tái xuất sau giai đoạn im ắng và gặt hái thành công với album Hương, Sen. Được người hâm mộ yêu thích, Vòng Mai Hương vừa tung thêm phiên bản remix của ca khúc này. Subin nhận được nhiều chú ý của thị trường nhạc Việt nửa đầu năm 2021, đặc biệt ca khúc Tháng Năm rất hot trên mạng xã hội nhờ giai điệu và ca từ da diết đi vào lòng người. Quang Hùng Master D bắt đầu được công chúng biết đến sau khi tung ra bản cover mashup 30 bài đã nhận được sự ủng hộ của khán giả. Bản cover này đã thu hút trên 600.000 lượt xem và hơn 20.000 lượt chia sẻ. Đầu năm 2021, đoạn nhạc trong bài Dễ Đến Dễ Đi trở thành trào lưu trên nền tảng TikTok Thái Lan và sau đó là Lào và Campuchia. Lượng follow TikTok và Instagram của Quang Hùng Master D tăng vọt. Sơn Tùng MTP, Jack dù có dính thị phi tình cảm nhưng không thể phủ nhận sức hút khá lớn trong âm nhạc của họ. Còn những giọng ca như Eric, Đức Phúc, Cây Trần, Lưu Hoàng, Olysee, Bích Phương, Tóc Tiên, Hoàng Thùy Linh ngày càng khẳng định vị trí riêng.